Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, bệnh than vàng trên lúa do nấm gây ra có thể ảnh hưởng tới cây lúa ở tất cả các giai đoạn phát triển, tuy nhiên chỉ biểu hiện khi mà cây lúa ra hoa và ngậm sữa đầy hạt. Thời tiết nóng ẩm chính là điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của nấm, và khi cây lúa ở giai đoạn mạnh mẽ, có độ ẩm cao, nấm có thể tấn công lá cây, gây ra các vết đen vàng tích tụ, ảnh hưởng tới quá trình quang hợp. Biểu hiện của bệnh đó là sự xuất hiện của vết đen vàng ở trên lá cây lúa, làm chết một số phần của lá, làm giảm khả năng quang hợp và tăng nguy cơ mất năng suất. Nấm gây bệnh sẽ phá hủy cấu trúc của lá cây, làm mất lá và giảm diện tích lá quang hợp. Điều này sẽ dẫn tới sự suy giảm sức khỏe của cây lúa, ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ ánh sáng cũng như là quá trình sản xuất năng lượng, làm suy giảm năng suất toàn bộ đồng. Bệnh than vàng trên lúa thì sẽ tác động tới quá trình hình thành hạt, làm cho chúng trở nên nhẹ và không đồng đều. Bệnh than vàng sẽ làm vỏ chấu tách ra, hình thành mô lớn, mịn, hình cầu và có màu vàng. Khi mà già thì có thể sẽ chuyển màu xanh sang màu xanh đen và vỡ ra, phát tán bào tử. Điều này thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng của lúa và làm giảm giá trị thương mại cũng như là thu nhập của người nông dân. Để khắc phục, bà con cần lưu ý như sau. Đầu tiên, bà con lưu ý chúng ta chọn giống lúa kháng bệnh, đảm bảo đất đai có chất lượng tốt và cung cấp đủ dưỡng chất, giúp cây lúa phát triển mạnh mẽ và để kháng bệnh. Việc quản lý đất đai đảm bảo thoát nước tốt và giảm nguy cơ ẩm ướt, môi trường lý tưởng cho sự phát triển của nấm gây bệnh than vàng. Bà con cũng có thể sử dụng sản phẩm Mixite 1,5 SL với liều lượng là 20 ml cho 360 cho tới 500 m², hoặc là 40 cho tới 50 ml cho 1000 m², phun phòng ngừa ngay trước khi lúa trổ và ngay sau khi lúa trổ. Nếu như bệnh nặng thì có thể phun lần 2 sau lần 1 từ 5 cho tới 7 ngày để dập dịch. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại khu vực Bắc Bộ thì ban ngày trời sẽ còn nắng nóng với nhiệt độ từ 35 cho tới 36 độ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với vùng hội tụ gió yếu ở trên cao, nên trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ sẽ có nơi mưa vừa và có nơi mưa to, chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Xuôi xuống Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng từ 35 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 cho tới 55%. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm thì vẫn có thể xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa cũng là hình thái thời tiết chính tại khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay, khi mà ban ngày trời sẽ có nhiều mây với nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 28 cho tới 31 độ ở Tây Nguyên và 31 cho tới 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Chiều và đêm thì sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Như thường lệ, trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý cho các vùng. Mời quý vị cùng theo dõi.